huấn luyện viên Diego Simeone, người hiện nắm giữ vị trí có mức lương cao nhất giới cầm quân bóng đá châu Âu, đã chấp nhận giảm thu nhập khổng lồ của mình xuống còn khoảng 42 triệu đô la Mỹ mỗi năm để tiếp tục công việc tại Atletico Madrid. Khoản thu nhập này vượt xa các đồng nghiệp nổi tiếng khác như Pep Guardiola của Manchester City với 25 triệu đô la Mỹ và Jurgen Klopp của Liverpool với 20 triệu đô la Mỹ. Simeone sẽ kết thúc hợp đồng hiện tại vào cuối mùa giải, và mặc dù có nhiều đồn đoán về việc ông có thể rời khỏi sân Metropolitano, thông tin từ Marca lại cho biết ông đã đồng ý ký hợp đồng mới, kéo dài đến tháng 6 năm 2026. Natalia Simeone, chị gái và là người đại diện cho huấn luyện viên người Argentina, đã có các cuộc họp tích cực với ban lãnh đạo Atletico, và hai bên đã gần như hoàn tất thỏa thuận sau các buổi đàm phán. Được biết, Miguel Angel Gilmarin, giám đốc điều hành của Atletico, đã đưa ra đề xuất ký hợp đồng 3 năm để thể hiện sự tin tưởng và cam kết, nhưng Simeone muốn hợp đồng 2 năm để duy trì động lực từng ngày. Tuy nhiên, với mục tiêu chung là sự gắn bó lâu dài, Simeone đã chấp nhận đề xuất của câu lạc bộ. Với việc này, ông sẽ tiếp tục làm mới kỷ lục của mình với tư cách là huấn luyện viên tại vị lâu nhất trong lịch sử Atletico, cũng như là một trong những huấn luyện viên gắn bó lâu dài nhất tại một câu lạc bộ trên thế giới, chỉ sau Frank Smith của Heidenheim.